Chào những em bé hiếu học. Sau khi dành 5 tháng đầu của kênh và làm vài video về chó và bò, thì mình nghĩ đã đến lúc để bạn tìm hiểu về con vật tiếp theo, đó là mình. Nếu bạn không biết thì do hoàn cảnh đưa đẩy, trong vòng 6 năm vừa rồi thì mình đã sống, học tập và làm việc tại 4 nước khác nhau. Tìm mình đi, cái này nghe thì hay nhưng thật ra nó khá là tệ. Nhưng mà dĩ nhiên, đấy sẽ là chủ đề của một video khác. Dù sao thì khi sống ở nước ngoài, bên cạnh việc hấp thu tinh hoa bản địa, thì mình cũng không quên tiết ra một chút văn hóa Việt Nam để bạn bè xung quanh có thể nhấm nháp. Và nhân dịp ngày Quốc Khánh, mình muốn chia sẻ về một số lần mình đã góp sức cho công cuộc bành trướng của Việt Nam ta ra thế giới. Các câu chuyện này sẽ được sắp xếp lung tung và chả theo một thứ tự nào cả. Và dĩ nhiên là tên nhân vật trong video đã được thay đổi để bảo vệ danh tính. Hoặc là không. Đầu tiên, chúng ta có Han. Đây là một thằng bạn cấp 3 người Hồng Kông của mình, hiện tại đang ở Mỹ. Hè vừa rồi nó mới sang Việt Nam thăm gia đình mình. Và mỗi khi đèo nó đi chơi, thì nó lại được mở mang tầm mắt về một đặc sản ở Việt Nam, đó là giao thông. Để bắt đầu thì ở chỗ nó hay chỗ mình ở, đường thường có nhiều làn xe như làn rẽ trái, làn rẽ phải, làn để đi nhanh, làn để đi chậm, vân vân và vân vân. Còn ở Việt Nam đã áp dụng thiết kế minimalism hay thiết kế tối giản và giao thông từ rất lâu. Cắt lại chỉ còn hai làn chính, đó là làn đi được và làn không đi được. Và khi mình nói là làn không đi được thì có nghĩa là nhà dân. Ngoài ra, nó cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy, dù giao thông rất đông và lộn xộn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, mà cuối cùng, những người dân tài ba vẫn đi được đến nơi mà họ cần đến. Nhưng lúc đấy thì mình chỉ cười khẩy. Mẹ, dân Việt Nam anh hùng, bị đô hộ xâm lược bao nhiêu năm còn tìm đường ra được. Thì dăm ba các đoạn Xô Viết nghệ tĩnh đã là cái mẹ gì? Nhắc về hồi cấp 3 thì có một thời gian mình ở chung phòng với một thằng người Hàn Quốc, hay gọi nó là Lee. Đây là một thanh niên rất thích tiêu thụ văn hóa của Việt Nam. Điển hình như có lần nó lấy một quyển sách tiếng Việt của mình, đọc chăm chú, rồi cười và vỗ đùi. Đây là thứ buồn cười nhất mà tao từng đọc. Xong mình dở ra thì thấy nó đang đọc phần lời cảm ơn của tác giả. Nhưng mà đừng có ai nói cho nó biết. Hồi đấy thì mình mới có một cái loa nên hay bật nhạc trong phòng, đặc biệt là bài bốn chữ lắm. Và dĩ nhiên, sau một thời gian thì Lý bắt đầu thuộc và hát bài này. Gọi là hát thì cũng hơi quá, chứ thật ra nó chỉ kiểu na 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 na, đi kèm với cái điệu nhảy vỗ đùi của nó. Yêu na na, thương na na. Nếu Trung Nhân với Thảo Nhi đang xem cái này thì không phải cảm ơn em đã mở rộng thị trường sang tận Hàn Quốc đâu. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một hôm chiều đi học về, nó bước vào phòng và kể với mình là gần đây mấy đứa Việt Nam chung lớp hay bảo nó vừa nhảy vừa hát cái bài này trong lúc mọi người cười xung quanh. Nghe thì cũng thấy thương nên mình bảo với nó là thật ra nếu mày không cảm thấy thích thì mày không phải làm như thế đâu. Sau hôm sau mình đi qua chỗ nó thì lại thấy nó vừa nan nài vừa vỗ đùi và cười khẳng khặc như một con khỉ mà giạp xiếc. Thôi thì coi như mình đã giúp một thằng bạn phát hiện ra đam mê của nó vậy. Dạo gần đây nó đi lính, hôm trước mình nhắn tin hỏi nó là nó có nhớ bài này không thì không lấy trả lời. Chắc là đang bận đóng góp tài năng của nó cho đất nước. Tiếp theo chúng ta có Kem, người Thổ Nhĩ Kỳ. Thằng này thì đẹp trai, hiền lành và đặc biệt có cơ thể như được tạc ra từ đá marble. Thường thì những thằng tập gym sẽ đi qua hai giai đoạn. Một là ăn thật nhiều để phồng lên, và hai là đốt mỡ thật nhanh để lộ cơ bắp. Với mình thì chỉ có một giai đoạn này thôi. Nhưng với thằng này thì quanh năm suốt tháng, trông nó như thế này. Dù sao thì có lần mấy đứa bạn và mình đi ăn, mình và nó gọi hai nồi lẩu cá nhân. Và sau khi cắm cúi ăn một lúc và ngẩng đầu lên, thì mình nhìn thấy một thứ rất là kinh dị. Kem đang ngồi tỉ mỉ, hất từng mảng bọt ở nồi lẩu của nó lên, cho vào miệng và húp. Mình đợi nó ăn được một lúc rồi mới nói: Kem, không ai ăn lẩu lại hớt cả bọt cả, người ta toàn bỏ ra thôi. Mới đầu nó cười vì tưởng mình đùa, nhưng sau khi nó nhìn thấy cái bát đựng bọt của mình thì nụ cười nó tắt nhanh như khi bạn nhìn thấy chồng của bạn đang mới thấy trừ tà cái bùa mà bạn mới yểm vào hôm trước vậy. Thật là đáng thất vọng. Tí nữa thì là một người đàn ông hoàn hảo. Bạn biết đây, các cụ có câu: cá không ăn muối cá ươn. Đẹp trai cao to mà ăn lẩu hút cả bọt thì cũng vứt. Hình như câu thứ hai là thế, mình cũng chả nhớ nữa. Tiếp theo, chúng ta có dạy toán cùng với Pablo. Đây là một thằng student athlete ở trường đại học của mình. Học hành thì ngu như chó, nhưng được cái nó đánh vào bóng tennis bay rất xa, nên vẫn được nhận vào để thi đấu trong đội của trường. Hôm đấy, mình đang đi ra phòng tắm chung, thì thấy Pablo đang ngồi đăm chiêu với quyển vở của nó. Mình vẫn rất bình tĩnh đi tắm, nhưng khi quay lại và nhìn thấy nó vẫn đang ngâm nga bên những trang giấy, thì mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì mình chưa bao giờ thấy thằng này dành quá 30 giây ở cạnh bất kỳ nguồn tri thức nào cả. Ngồi hỏi thì mới biết, hóa ra nó đang giải hộ bài toán ACT cho thằng em của nó.
Dành cho những ai không biết thì ACT giống với cả SAT. Hai bài này tương đương với cả bài thi đại học ở Việt Nam. Cái này thì không phải khoe đâu, nhưng thật ra là mình đang khoe đấy. Hồi trước thì mình đạt điểm ACT rất là cao, gần như tối đa. Mình lại tự học nữa nên cũng hay giúp mấy người xung quanh. Quay lại với câu chuyện chính, thì vì mình sợ nó nghĩ nhiều sẽ bị liệt não nên đã ngồi xuống để giúp Pablo. Nào, toán của ACT thì không hề khó, nhưng thỉnh thoảng cũng có một số câu hơi rắc rối một chút. Mới đầu thì mình tưởng câu của thằng Pablo là đây, nhưng hóa ra đại khái nó là như thế này. Cho một hệ tọa độ với cái tam giác cùng với ba cái tọa độ này, hỏi diện tích của tam giác là bao nhiêu. Diện tích của tam giác là bằng 1/2 nhân chiều cao nhân với đáy. Diện tích của tam giác là bằng 1/2 nhân với chiều cao nhân với đáy. What you talking about? Cái này bằng đây, cái này bằng đây, nên diện tích là đây. Sau đây nó liên tục khen mình thông minh, và mình đã không có đủ dũng cảm để nói với nó là bài này mà một thằng lớp 7 Việt Nam không giải được thì thế nào cũng bị cho vào trại trẻ mồ côi. Chơi cùng với Pablo có William, một thanh niên da đen và hài hước. Có lần mình với nó đang ngồi xem Pablo đánh tennis thì nó nhìn thấy mình vuốt tóc, xong nó bảo: "Wow, tóc mày mềm thế." Xong mình bảo: "Thế á, tao không biết." Xong nó bảo mình là: "Cho tao sửa tóc mày được không?" Xong mình bảo: "Ừ." Xong rồi nó sửa tóc mình. Xong rồi mình bảo nó là: "Cho tao sửa lại tóc mày được không?" Xong rồi mình sờ tóc nó, và cảm giác giống như là bạn đang sờ một cái mặt sân cỏ nhân tạo vậy. Dĩ nhiên ngoại trừ việc là không có nhiều cao su, vì chắc William gội đầu đầy đủ. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Hai thằng sờ tóc nhau trong lúc Pablo đang quần nhau trên sân. Tiếp theo chúng ta có John. Gần đây cuối tuần mình hay đến nhà của thằng bạn mình chơi, xong rồi chơi với thằng chủ nhà của nó luôn, tên là John. Thằng này thì có vẻ khá thích nấu ăn, và như bao nhiêu thanh niên già chẳng khác, thì trong nhà của nó có đầy đủ các loại dụng cụ đo đếm khi hành sự. Nó dùng cân đo lượng nguyên liệu cần để nấu ăn, nó dùng cốc đo lượng nước cho đúng tỷ lệ, dùng thìa đo đủ lượng sốt theo đúng công thức, hay dùng nhiệt kế để đo xem con gà trong lò quay bao giờ chín. Mẹ, dụng cụ đo lường duy nhất được mẹ tao cho phép trong nhà của tao, đó là mắt. Bao nhiêu nguyên liệu là đủ? Cho một tí, nhiều vào, hay vừa thôi. Đổ bao nhiêu nước là vừa? Đổ lưng chừng hoặc xâm sấp nước. Nên thêm bao nhiêu nước sốt nữa? Bắt đầu khi mẹ tao nói: "Cho vào đi." Và kết thúc khi mẹ tao nói: "Thế thôi, con cho nhiều quá." Con gà trong lò quay khi nào chín? Khi nào mẹ tao bảo chín thì nó chín. Mẹ, nó là ai mà lại dám cãi lại mẹ tao cơ chứ. Và mặc dù mình đã tận tình chỉ bảo, mình vẫn thấy nó sử dụng những cái dụng cụ ngu ngốc của nó. Không thể tin được, tại sao nó lại muốn sử dụng những dụng cụ được con người thiết kế ra để có thể đo lường chính xác những nguyên liệu nấu ăn cần thiết, thay vì sử dụng bản năng con người cơ chứ. Cuối cùng chúng ta có David. Đây là một thanh niên đến từ New York. Thằng này thì mồm to, thẳng tính và đặc biệt là rất sát gái. Hầu như cuối tuần nào nó cũng đi ra ngoài, kiếm được 2-3 đứa con gái và đưa về phòng để làm cái chuyện... Bạn biết đấy, cái chuyện mà một đứa sát gái hay làm với một đứa con gái ở trong phòng của nó. Dù sao thì mình thích chơi với thằng này vì nó thẳng tính và khá quan tâm đến người khác. Có lần mình đang ngồi xem phim với nó, rồi chuyện này cứ dẫn ra chuyện khác. Hồi đấy thì quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang khá là căng thẳng. Thật ra lúc nào cũng căng thẳng. Và mình ngồi kể cho nó nghe về lịch sử tranh chấp giữa hai nước. Nghe xong nó buông một câu: "Thế, ta mới tán xong con này người Trung Quốc, nhưng out of respect cho mày, ta sẽ không dẫn nó về phòng nữa." Lúc đấy thì mình rất cảm động, vì mình chắc chắn thằng này chưa bao giờ bỏ một miếng mỡ đã dâng đến tận miệng nó cả. Thật ư? Bros before hoes. Bro. Bạn biết đấy, trong cuộc sống của mỗi con người, những người bạn tốt, những người bạn trung thành chính là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Mình tuy phải chuyển nơi sống liên tục, nhưng mình có cái may là dù đi đến đâu, ở góc trời nào cũng có những người bạn tốt, những người anh em. Hôm qua tao mới nhìn thấy David và con người Trung Quốc về phòng con kia hú hí. Cái mẹ gì cơ? Hôm qua tao mới nhìn thấy David và con người Trung Quốc về phòng con kia hú hí. Mẹ thằng bạn mặt lộ.